Để kéo giảm giá thịt lợn trên thị trường, ngành chức năng đã thực hiện nhiều chính sách như cho nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và lợn sống vào nước ta. Tuy nhiên, nếu như thời điểm cuối tháng 6, giá thịt lợn trên thị trường giảm, thì những ngày gần đây lại tăng cao trở lại. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Đồng Nai, địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn với tổng đàn lớn nhất cả nước. Theo nhiều tiểu thương tại chợ Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, cách đây khoảng vài ngày, giá lợn hơi hạ xuống dưới 80.000 đồng một kg, nhưng hiện đã tăng lên mức 90.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tăng khiến giá thịt lợn ở chợ cũng đồng loạt tăng 10.000 đồng một kg, khiến lượng người mua thịt lợn đã ít, nay càng ít hơn. Giá heo hơi nó cao, đâm ra thị trường bây giờ coi như là người dân tiêu dùng bây giờ cũng hạn chế. Trước kia thì bán như một ngày là coi như 7-80 kg, thì bây giờ ngày còn một số lửa thôi. Cái giá thịt heo bây giờ ấy là nó lên quá cao, heo hơi lên quá cao mà người dân thì rất là đi mua thì rất là khó khăn, mà cái người bán cũng không ai ra mua. Bây giờ cái giá thịt heo hơi nó cao thì người dân, người mua, người bán người ta làm thịt người ta phải bán giá cao. Bao người dân thì khổ, không dám mua ăn, chỉ mua có không có việc thì chỉ mua được 1-2-30 ngàn thôi, chứ không có tiền để mà ăn thịt heo nữa. Tính đến thời điểm này, tổng đàn lợn của Đồng Nai chỉ đạt hơn 2 triệu con, giảm hơn 18% so với thời điểm chưa xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Hiện việc tái đàn lợn ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại vừa còn rất chậm và gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn lợn cung cấp cho thị trường chủ yếu từ các công ty, doanh nghiệp, nhưng thường qua nhiều đầu mối trung gian. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn tăng cao trong thời gian qua.